Cái nhiệm ra kia nó giờ không 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 đi nó dùng cái đường thẳng luôn, tức là phải giao cảm cho phó giao cảm bị cưỡng chế như gì là nhớ về giao cảm phó sẽ bị cưỡng chế thì tức là nặng lắm, bởi vì trong cơ thể mình trong tất cả các bộ phận cái thiếu oxy thì cái nào được ưu tiên, ưu tiên gần như chừng cuối não thiếu oxy. Một số mức độ lớn đó thì nó sẽ co mặt ngoại vi để bảo vệ các tạng quan trọng, trong đó có ba tạng được ưu tiên cung cấp là não, tim và thận. Sau khi thận nó bị rụi thì nó vẫn còn ưu tiên cung cấp tim và não. Sau khi tim bị rụi luôn thì vẫn còn ưu tiên là não, tức là mức oxy giảm tới mức kỷ lục luôn thì nó vẫn còn ưu tiên tới não. Và trong não thì có hệ có ý thức và hệ tự chủ, thì khi hệ ý thức bị rụi luôn thì nó vẫn ưu tiên hệ tự chủ, thì hệ tự chủ rụi luôn thì chết chắc. Hệ tự chủ là giao cảm và có giao cảm nặng đó. Hệ tự chủ nó có nhiều trung tâm, điều hòa tự động, điều hòa nhịp tim, điều hòa thở, điều hòa gì các cái con cơ ngoại vi, điều hòa của những cái thân nhiệt. Tức là một người có thể ngưng tim ngưng thở là chết chưa? Như khi nào mới chết? Như khi nào chết? Ngưng tim nửa chết, nửa tiếng phải không? Hay sao? Giải đồng tử chết chưa? Chết não thì chứ chết hẳn chưa? Thì khi nào mới chết? Khi nào toàn bộ tế bào trong cơ thể ngưng hết? Khi nào biết? Hả? Lấy dính thử điện. Khi nào hết điện sinh học thì chết không? Ai đi pháp y? Một người khi nào là chết? Ngưng tim ngưng thở hạ thân nhiệt chết chưa? Tính thời gian hả? Bao lâu? Ngưng tim ngưng thở bao lâu thì chết? 3 phút chết không? Chưa chết. Chết não không?